màn hình zin và màn hình lô khác nhau chỗ nào vậy anh? Ok, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là hay nha. Thì trước đây mình cũng đã có một số cái clip mình hướng dẫn các bạn cách phân biệt giữa màn hình lô và màn hình zin, và ngày hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn hiểu tại sao màn hình lô nó lại rẻ hơn màn hình zin. Cái thứ nhất, đối với một cái màn hình lô á, khi mà chúng ta bị bể như thế này, đây trên tay mình một chiếc màn hình lô nha, thì khi mà bể kính như thế này chúng ta sẽ không ép kính được. Còn đối với màn hình zin, khi mà chúng ta bị rơi, bị bể kính có thể ép kính lại được, còn màn hình lô thì sẽ không ép lại được, tại vì ép tỷ lệ lỗi rất là cao nên là không ai nhận ép nha. Cái thứ hai, đối với một cái màn hình lô khi mà chúng ta cảm ứng nè, nó sẽ chậm hơn so với một cái màn hình zin. Ví dụ như cái con 14 Max đây, màn hình zin chúng ta nhấn vào cái nó sẽ ăn liền, còn một cái màn hình lô nhấn vào tí nữa nó mới ăn, nó có cảm giác rất là chậm. Các bạn nào mà đang xài màn hình zin á, qua màn hình lô cầm tay nhấn cái là biết liền nha. Rồi cái thứ ba là cái độ hiển thị của cái con màn hình lô sẽ chắc chắn không bao giờ bằng cái con màn hình zin. Đó là ba sự khác biệt giữa màn hình lô và màn hình zin. Và đặc biệt khi cái màn hình lô các bạn chơi game lâu lâu các bạn nó có thể loạn cảm ứng nha. Ok, rồi vậy thì có nên thay màn hình lô hay không? Thì đối với những các bạn, đối với bạn nào mà đang xài iPhone 7 lớn, iPhone 8, iPhone X đó, những dòng thấp ấy, thì chúng ta có thể thay màn hình lô. Tại vì sao? Ví dụ đi, cái con iPhone X bây giờ giá chỉ có hơn 4 triệu thôi, mà trong khi cái màn hình zin các bạn thay đã 2 triệu mấy rồi, thì thôi chúng ta thay một cái màn hình zin 700, màn hình lô chỉ có 700 ngàn, cho nó tiết kiệm chi phí, tại vì xài cũng không được bao lâu nữa, chúng ta cũng đã bỏ rồi. 7 lớn, 8 lớn cũng y vậy. Thì mình khuyên bạn nên là đối với những dòng thấp thì nên thay màn hình lô cho nó tiết kiệm chi phí. Còn đối với những đời cao thì tốt nhất các bạn không nên thay màn hình lô nha. Chúng ta thay màn hình zin cho nó chắc ăn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.